Ăn chút gì đi. Cơ thể cậu bây giờ cần bổ sung dinh dưỡng. Mình thực sự nuốt không vô. Chẳng phải cậu nói thèm ăn món này làm tụi mình phải cất công từ xa tới đây hay sao? Hồi nãy mình thèm ăn, bây giờ nhìn thấy mình lại thấy ngán không muốn ăn. Thôi đi, đừng ăn nữa. Bây giờ tâm trạng của cậu như vậy. Ê, mình nghĩ hay là cậu tới bệnh viện khám thử coi sao. Không kéo dài được nữa đâu. Trung Đề à, mình 30 rồi. 30 tuổi thì sao? Mình có người bạn 38 tuổi vẫn sinh được, vẫn bình thường khỏe mạnh. Một người bạn của mình phá thai một lần, sau đó không có thai được nữa. Cậu không đồng ý tụi mình quen nhau là vì ảnh nghèo hả? Phải. Là bạn thân của cậu, mình không muốn cậu có một cuộc sống như vậy. Anh ta tốt với cậu có ích gì? Mình thừa nhận trước kia mình có thành kiến với anh ta, thấy anh ta không xứng với cậu. Giờ mình thấy anh ta thật sự rất tốt. Tốt thì có ích gì? Có ăn thay cơm được hay không? Chính vì anh ta nghèo nên anh ta có nhiều thời gian lo cho cậu. Giờ mình tìm một công nhân, một thanh niên thất nghiệp, họ có thể ở nhà với cậu suốt ngày, họ nhảy lầu gì cậu cũng được nữa đó. Đó là cuộc sống mà cậu muốn hay sao? Mình hiểu ý cậu muốn nói mà. Ý cậu muốn nói là mình sinh con xong vào siêu thị bán đồ nhập khẩu muốn mua hộp sữa ngoại, trong bóp không có tiền. Anh tới nhưng không đưa cho mình thẻ ngân hàng, mà lại cái áo khoác hỏi mình có lạnh hay không, có ấm không. Mình vẫn sẽ đánh anh ta một trận, đúng không? Hoàn toàn chính xác, ý của mình là vậy. Cậu đừng trách mình độc ác, đứa bé này không thể giữ được, trừ khi cậu muốn làm lành với Du Bân. Nếu chờ anh ta tới, có thể làm được gì? Cũng chỉ tới phục vụ cho cậu thôi. Nếu mình gọi anh ta tới đây, dù anh ta đem tất cả tiền tích lũy ra, cũng chẳng đủ tiền trả viện phí cho cậu nữa, cũng chẳng đủ để nuôi con nữa, và tiền mua sữa cũng không trả nổi. Nhưng mà có đôi lúc mình lại nghĩ là nếu như một người đàn ông chịu hy sinh tất cả cho mình, thì mình có nên gửi gắm cả đời cho họ hay không? Cậu đúng là suy nghĩ mâu thuẫn mà. Cậu đang nói Dư Bân hay là Lưu Diệu Dĩ vậy? Dạo này có nhiều chuyện quá nên đầu óc của mình hơi loạn. Thôi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nè. Mình sẽ ăn lẩu với cậu. Ăn đi, ăn chút đi. Hay là sau này hai đứa mình sống chung đi. Ừ, mình sẽ sống chung. Whisky, con nói xem mẹ có phải người mẹ tốt không? Lúc con về đây con chưa được một tháng tuổi, con chưa biết đi vệ sinh, mẹ đã nuôi dưỡng con thành một chú chó vừa giỏi vừa thông minh. Nhìn con nè, cơ thể rất khỏe mạnh đúng không? Tâm lý cũng khỏe mạnh đúng không? Nên mẹ vẫn đáng tin cậy mà. Nhưng nuôi con và nuôi chó rất khác nhau, làm sao mà nuôi được? Whisky, mẹ đã là sản phụ lớn tuổi U40 rồi, không biết tên khốn kia đang làm gì, có đáng tin không? Nhưng mẹ không muốn sinh một em bé mắt nhỏ như vậy. Đây là bí mật, không được nói với ai nha, biết chưa? Con hiểu mẹ nhất mà đúng không? Cuối cùng cũng chịu gặp anh. Em muốn uống gì không? Gì cũng được. Phục vụ, cho một ly soda chanh. Em đã chịu gặp anh,
nhưng lại không nói câu nào. Nói gì đó đi. Không sao, anh đã quen bị đả kích rồi. Anh cũng không biết mình bị sao nữa. Em biết không, anh vẫn luôn thử cố gắng từ bỏ, nhưng hình như không làm được. Em nói đúng, trên tình trường thì không ai đứng mãi trên đỉnh được. Nếu đây là cách em trả thù thì em thành công rồi. Màn trả thù kết thúc lâu rồi. Hôm đó em nói chưa bao giờ rung động với anh dù chỉ trong phút chốc. Anh rất khó chịu, nhưng anh đâu có tin. Anh chỉ không muốn nhận thua thôi. Lúc về nhà anh thật sự rất khó chịu, nhưng không làm gì được. Giống như trong bụng và trong tim có con mèo đang cào. Em hiểu được không? Em không hiểu. Em sẽ không vì ai mà mất ngủ. Em không thể cảm nhận được cảm giác trống rỗng đến hoảng hốt. Được rồi, đừng quỷ mị nữa. Tôi không muốn nghe mấy chuyện đó. Tán thưởng nỗi đau của kẻ thua dưới tay mình là cảm giác mà em thích nhất mà. Tôi không coi tình cảm là một cuộc cạnh tranh, không phải sống chết chém giết nhau. Tôi đã nói dối. Tôi từng rung động. Hơn nữa không phải chỉ một khoảnh khắc. Giờ tôi không thể định nghĩa đó là gì, cũng không thể hứa hẹn gì với anh. Nhưng tôi chọn nói thật với anh. Thời gian qua tôi làm sai một việc. Tôi tưởng mình đã chọn được người phù hợp, chuẩn bị một đám cưới phù hợp. Tất cả đã đi đúng quỹ đạo. Nhưng tôi đã sai. Anh nói đúng. Tôi không chịu được cuộc sống đó. Quan trọng nhất là tôi không thể lừa dối tình cảm của mình. Vậy chúng ta có thể? Tôi không biết. Chào em, anh là Lưu Diệu Vĩ. Cho anh làm quen được không? Hãy bắt đầu lại từ đầu. Đừng mang thù hận và thành kiến trong quá khứ. Cũng đừng lừa dối nhau. Cứ theo cảm xúc trái tim, làm quen lại, bắt đầu lại. Đừng quan tâm kết quả là gì. Cho anh làm bạn với em nha. Tommy, sao lại là anh chứ? Anh quên em rồi hả? Hồi trước em nhờ anh dạy riêng cho em đó. Trời ơi, có em bây giờ kìa. Bây giờ em thay đổi nhiều quá. Thân hình hoàn hảo như vậy, tinh thần cũng tốt, da cũng đẹp nữa. Càng ngày càng xinh đẹp đó nha. Ủa, anh làm việc ở đây hả? Anh phải rồi, anh kiếm chén cơm thôi. Lâu rồi không gặp anh, lại đổi nghề hả? Anh làm lung tung đó mà. Hay một lát nữa anh tới chỗ em chơi nha. Một lát nữa hả? Xin lỗi nha, anh nghe điện thoại chút. Alo. Anh không mệt. Chân hơi mỏi một chút thôi. Em yên tâm, yên tâm. Hết giờ anh sẽ về nhà ngay ha. Vậy nha, tạm biệt. Xin lỗi, anh bận nghe điện thoại. Phải rồi, lát nữa anh không tới chỗ của em được đâu. Vì xong việc anh còn phải về nhà nữa.
Anh sao vậy, là mất hứng quá à. Lâu lắm mới được gặp nhau mà. Có phải là em mua hết tất cả đồ chơi của anh rồi thì anh mới được về sớm, có phải không? Không, không, không phải. Anh bây giờ anh kết hôn rồi. Vợ anh đang mang bầu. Mất hứng. Kìa, anh sao vậy? Làm giật mình à. Tôi đang nghĩ cậu coi đi, cửa hàng gian khách hoàng như vậy cũng không được ổn cho lắm. Tại sao tôi lại nói như vậy? Một khi cửa hàng không có thu nhập, chúng ta chỉ được nhận lương cơ bản thôi, hoàn toàn không được nhận hoa hồng. Vậy phải làm sao? Anh nói đi, sản phẩm mới không được quảng cáo, nhãn hiệu lại không được nổi tiếng, ai mà thèm quan tâm chứ? Anh nè, anh nhiều kế hay, anh thử nghĩ cách coi. Tôi hả? Ừ. Để nghĩ coi. Có rồi, việc này cứ để tôi. Mình đã gặp Lư Diệu Vĩ. Mình thật sự hết cách. Mình thấy anh ta hiểu cậu, định kể với anh ta chuyện của cậu, xem anh ta có cách gì không. Cậu điên sao? Sao lại nói với anh ta? Đúng vậy, cuối cùng mình không nói. Mình còn phải báo với cậu một chuyện. Đó là mình và Lư Diệu Vĩ chuẩn bị thử làm bạn bình thường trước. Bạn bình thường gì nữa, giữa nam nữ có bấy nhiêu đó chuyện. Hai người đều không phải người tốt, sớm hốt nhau đi để đỡ hại người khác. Mình hại ai hồi nào? Sao lại không có? Từ nhỏ tới giờ cậu hại bao nhiêu đàn ông rồi? Mình giỡn thôi. Cậu không giận thiệt sao? Đàn ông như quần áo, bạn thân như tay chân. Hồn cái. Thôi được rồi. Còn chuyện của cậu, cậu tính sao? Để tính sau đi. Hơn nữa, đây là chuyện của hai người. Mình không muốn quyết định một mình. Đợi gặp anh ấy rồi tính sao? Cậu định đợi tiếp sao? Cứ đợi thôi. Không phải chuyện đợi hay không, cậu không thể trì hoãn hoài. Mình nói rồi, không có kinh nghiệm thì phải có kiến thức, không có kiến thức thì cứ lên mạng tra. Mình đã tra rồi. 70 ngày. Quá 70 ngày thực sự sẽ trễ hết đó. Người ta có bầu khờ 3 năm. Cậu có bầu thì EQ, EQ giảm xuống số âm. Trung đề. Giờ mình thật sự sợ gặp anh ấy. Tại sao vậy? Lúc gặp nhau mình nói xong, lỡ anh ấy muốn giữ đứa bé,
mình lại sợ chưa sẵn sàng để làm mẹ. Cũng không biết mình có phù hợp nuôi con không. Nếu anh ấy không đồng ý, mình chắc chắn lại thấy mất mát, không thể đối mặt. Mình vẫn chưa nghĩ xong. Thấy đẹp không? Đẹp quá nè. Rất dễ thương. Mình thích có con gái. Mình nói nè, nghe lời mình, mau gặp đầu trâu nói chuyện, rồi đưa ra quyết định đi. Tới liền. Ôi trời, vào đi, em vào đi. Đây là nhà của bọn anh, biệt thự của Lan Lan. Em coi nè, đây là phòng khách nhỏ, bên này là nhà bếp. Lan Lan. Dạ. Em xuống mau đi. Ra đây. Nhà có khách nè, em coi nè. Để anh giới thiệu một chút nha. Đây là Dương Lan, ca sĩ nổi tiếng. Em từng xin chữ ký và hình của cổ rồi đó. Đây là fan hâm mộ của em nè. Chào cô. Chu Thanh Thanh, vợ cũ của anh. Trước đây tụi anh từng kết hôn với nhau rồi. Kết hôn giả là giả thôi. Em biết. Mời em, ngồi xuống chơi. Mời qua đây ngồi đi. Nè. Cô ngồi đi. Nè. Ngồi. Chị Dương à, rót cho tôi 2 ly nước nha. Em tới tìm anh việc gì hả? Anh định sau này sẽ ở lại đây luôn. Tụi anh mua thêm căn biệt thự kế bên, chuẩn bị thông 2 căn lại. Làm như vậy nhà sẽ rộng rãi hơn một chút. Du Bân, em nói chuyện riêng với anh vài câu có được không? Chuyện đó không cần đâu, nói ở đây luôn đi. Thật ra chuyện của hai chúng ta, anh nói với cổ rồi, cổ cũng biết hết rồi. Tụi anh định là vài ngày nữa sẽ chuẩn bị kết hôn rồi. Nếu như lúc đó em có thời gian, mời em tôi uống rượu mừng nghe. Bây giờ chúng ta cũng đã ly hôn rồi, đúng không? Cho nên nên ai về nhà người nấy, sống cuộc sống của mình. Kết thúc rồi, lật sang trang mới rồi. Em cũng thấy rồi đó, anh ở đây cần nhà có nhà, cần xe có xe, cần cái gì có cái nấy. Lúc trước hai chúng ta ở bên nhau, em cũng đau khổ, anh cũng đau khổ, mọi người đều đau khổ hết. Cần gì phải làm vậy? Tôi chúc anh hạnh phúc. Nè, đợi một lát khoan đã. Em coi có cần anh kêu xe đưa em về không hả? Du Bân sao không hả? Anh sao vậy? Anh à, anh có sao không? Du Bân hả? Có sao không? Anh có sao không? Anh sao anh phải khổ vậy chứ? Thiệt tình. Chết được, tôi đang ăn mà. Lạnh. Tôi đưa cô đi ăn món ngon nghe. Cảm ơn ông xã, cầm lấy. Đi thôi. Anh, uống nước đi. Rốt cuộc tại sao anh phải làm như vậy? Anh đã có nói là anh yêu Chu Thanh Thanh thật lòng mà. Phải đó,
Tại sao anh phải gạt cô ấy như vậy? Tôi làm vậy để cô triệt để rời xa tôi. Tại sao chứ? Tôi muốn để cho cô tìm được người đàn ông tốt hơn tôi. Anh là người đàn ông tốt. Em chưa từng gặp người đàn ông nào tốt hơn anh. Hai người ở bên nhau vui vẻ như vậy, sao tự nhiên giờ anh lại muốn chia tay? Tôi đã làm cổ lỡ dở một lần, không muốn cổ phải lỡ dở thêm một lần nữa. Kiếp này của tôi có thể kết hôn với cổ một lần, với tôi đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Em tìm người nào tốt mà lấy đi, tôi chúc em hạnh phúc. Tụi anh định là vài ngày nữa sẽ chuẩn bị kết hôn rồi. Nếu như lúc đó em có thời gian, mời em tới uống rượu mừng nghe. Hai chúng ta ở bên nhau, em cũng đau khổ, anh cũng đau khổ, mọi người đều khổ hết, cần gì phải làm vậy? Có phải vấn đề tiền bạc không? Bao nhiêu tiền có thể giải quyết, tôi giúp anh. Không liên quan tới tiền đâu. Kết hôn đối với phụ nữ mà nói giống như đầu thai lần thứ hai vậy. Thanh Thanh là người có số khổ rồi. Hồi lúc chúng tôi mới quen nhau cũng là lúc xui xẻo nhất trong cuộc đời này của cổ. Thật ra khi tôi ở bên cạnh cổ, cổ đã quen được tôi chăm sóc rồi. Nếu như tôi rời xa cổ thật, cổ sẽ tự do thoải mái tìm một người đàn ông tốt, tìm một người thật sự môn đăng hộ đối với cổ, tìm một người mà cổ yêu, tìm được một người đàn ông tốt có thể chăm sóc cổ suốt đời. Nếu như cổ sống với tôi thì cả đời này cổ sẽ phải chịu khổ mất. Anh chắc chắn trong lòng Chu Thanh Thanh có anh nữa. Anh mau uống chút nước đi. Thanh Thanh, vào đi. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Đừng nói chuyện với mình, mình không muốn nói gì hết. Tối nay mình ngủ lại đây, cậu đừng hỏi mình tại sao. Đứa nào nói đứa đó là con khốn. Cậu có đói không? Cho tôi một. Cậu cười rồi.
Mình no rồi. Mình nói trước, mình là đồ khốn, nhìn muốn chết. Mình và Du Bân chấm dứt hoàn toàn rồi. Anh ấy sắp cưới người phụ nữ đại gia kia. Cái gì? Không thể nào. Có gì mà không thể? Người là động vật hướng về cái lợi. Mình chỉ không ngờ là nhanh và đột ngột như vậy. Trước đây mình ngu ngốc nghĩ anh ấy sợ ảnh hưởng mình, thấy hai bên thiếu chất xúc tác, có con thì sẽ êm xuôi mọi chuyện, bọn mình sẽ có thể quay lại. Nhưng thật ra không phải như vậy. Cậu có chắc không? Mình tận mắt thấy mà. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Mình phải đi hỏi anh ta. Chung đề, cậu không được đi đâu hết. Nói cho cậu biết, cậu không được nói, không được hỏi gì hết. Nếu không mình không kể nữa. Cũng tốt mà. Trước đây mình ngây thơ quá, giờ mình hết hy vọng hẳn rồi. Cũng tốt mà. Cũng dễ hiểu thôi. Đàn ông ai chẳng vậy. Có một số chuyện có thể không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tuy ngoài miệng cậu nói rất chững, nhưng nội tâm vẫn là một đứa bé lương thiện. Vậy cậu là gì? Phù thủy ác độc sao? Phù thủy ác độc, cậu nói xem. Nếu gạt bỏ hết mọi tình cảm, nghĩ theo cách ích kỷ, xấu xa, độc ác nhất, thì mình nên làm gì? Nếu là mình, mình sẽ phá thai, đi cưới người khác. Biết ngay cậu sẽ nói vậy. Thanh Thanh, chuyện đã như vậy rồi, chúng ta phải bình tĩnh, tỉnh táo vẽ tương lai cho mình. Cậu phải nghĩ tới lợi ích của mình. Đừng nay xin lỗi người này, mai xin lỗi người khác. Con người là động vật mạnh, ăn thịt yếu. Phụ nữ lấy chồng là đầu thai lần hai. Cậu không biết trong giỏ có mấy cân rau, không biết cuối cùng mình chết đói hay bị đè chết. Nếu mình tỉnh táo bằng một nửa cậu, thì đã không rơi vào cảnh này. Mình sao? Mình cũng như cậu thôi. Gái già ế chồng. Cậu hơi mâu thuẫn đó. Mình nhớ máu AB, nhân cách phân liệt mà. Mệt quá. Thật sự rất mệt. Cậu nói xem, sao không thể gặp một người thích hợp vào lúc thích hợp rồi thuận lợi kết hôn chứ? Sao cứ phải gặp nhiều người tệ như vậy, yêu đương thất bại nhiều lần như vậy? Nếu Lưu Diệu Vĩ cưới mình ngay từ đầu thì tốt quá. Nếu Vu Bân tốt hơn, dù chỉ một chút, dù chỉ là có công việc ổn định, sao cứ phải thiếu sót chỗ này chỗ kia chứ? Yêu đương đúng là quá phiền phức. Nếu là mình muốn có một cái remote để bấm tua tới cuối, xem mình rốt cuộc ở bên ai. Như vậy không cần phí thời gian yêu đương nữa. Mình tưởng cậu hưởng thụ quá trình yêu đương chứ. Yêu là sở trường của mình thôi, chứ mình không thích yêu đương. Đúng vậy. Nếu được tự viết kịch bản cuộc đời thì tốt quá. Lật tới trang cuối cùng là biết kết cục ra sao.
Nhưng mà dù sao nó cũng là một sinh mạng. Nếu mình phá bỏ nó thì mình thật sự không nỡ. Nhưng nếu giữ nó lại, nửa đời còn lại của mình sẽ thay đổi. Mình biết phải làm sao. Con đã nói chị đẹp chưa đóng cửa tiệm mà. Thanh Thanh, cô không sao chứ? Không sao. Sao hai người tới đây? Chúng tôi có việc gần đây, tiểu soái đòi qua đây thăm cô. Tôi định không ghé, nhưng nó cứ đòi tới. Ba nó không tới hồi nào. Con mới đề nghị là ba tán thành rồi. Ba còn nói nếu chị đẹp không có đây thì ba sẽ dẫn con tới nhà chị ấy xem chó. Cũng không còn sớm nữa. Sao cô chưa về? Tôi đang chuẩn bị về. Vu Bân đâu? Anh ấy phải tăng ca, tôi gọi xe về là được. Vậy sao? Cô ăn cơm chưa? Tôi chưa ăn. Vậy chị ăn cùng ba con em đi. Được, chị mời em ăn mì cay. Được, đi thôi. Ăn cái này đi tiểu soái. Em cảm ơn. Cơm trưa ở trường em chỉ có khoai tây chiên nghiền với xà lách. Cho chó cũng chơi. Em thích nghỉ hè về Bắc Kinh, ở đây nhiều món ngon nhất. Em thích sống ở nước ngoài hay trong nước? Câu hỏi này của chị khó quá, em tạm thời chưa nghĩ ra. Thanh Thanh, cô còn muốn ăn gì không? Tôi định mời cô ăn gì ngon ngon. Ai ngờ tới tiệm này. Ở đây được mà, tôi thích lắm. Tiểu soái, có ngon không? Đại Lưu nhà em là không phải kiểu gặp quán nào thì ăn quán đó. Nói sao ta? Là kiểu rất kén ăn. Còn chúng ta là sao cũng được. Đúng, chúng ta sao cũng được. Nào, ăn đi. Con nít là vậy đó. Đi ăn còn chia đẳng cấp. Sao trùng hợp quá vậy? Hai người qua kia đợi nha. Yến Tử, lại đây, ngồi đi. Tiểu soái, chào chị Yến Tử đi. Chào chị Yến Tử. Chào em. Đại Lưu, sao hai người gặp nhau được vậy? Tôi và tiểu soái ăn xong đi dạo. Nó muốn tới chỗ Thanh Thanh xem chó. Chị Yến Tử muốn ăn gì? Đại Lưu, đi gọi món đi. Không cần đâu. Chị Thanh Thanh, dạo này chị ổn không? Ổn lắm. Em nghe nói, chị Thanh Thanh, chị nói nhà chị nuôi chó đốm to đúng không? Đúng vậy, em thích chó sao? Thích quá, em muốn nuôi chó đốm lâu rồi. Nhà chị nuôi đó to lắm, lại còn ngoan nữa. Vậy sao? Con trai, mình nuôi chó nhỏ thì tốt hơn. Chó to phiền lắm. Nhưng con thích chó đốm to, nhìn nó dễ thương mà, giống như bò sữa. Tiểu soái, em thích chơi xe điện đụng không? Đương nhiên rồi. Em là cao thủ đó. Thiệt hay giỡn vậy? Chị là cao thủ trong các cao thủ đó. Chị xạo đúng không? Xạo hay không, đấu thử là biết thôi. Ngoài cửa có khu vui chơi, có dám đấu thử không? Có gì mà không dám. Sao em lại thua một người phụ nữ được? Đi, giờ đi luôn. Let's go. Đừng, ăn xong đã rồi đi. Đúng đó, ăn xong rồi đi. Lát nữa ăn xong, hai người chơi xe điện đụng, tôi đưa Thanh Thanh về nhà. Không cần đâu, giờ đặt xe dễ lắm. Lát nữa tôi tự đặt xe về, mọi người cứ đi đi. Nè, xe hôm nay không phù hợp. Không hợp thì mai mình đấu lại đi. Được, mai đấu lại. Được. Đúng rồi Đại Lưu, con qua bên kia mua kem ăn. Được, được. Con tự đi nha. Sao anh lại quay về đây? Không phải tôi cố ý quay lại. Hôm đó tôi cùng con trai tới xem. Còn hôm nay cũng thuận đường sao? Tại thằng nhỏ muốn qua chơi. Tôi thật sự không hiểu nổi. Châu Thanh Thanh đâu có thích anh. Dưa chín ép không ngọt. Sao anh cứ đâm đầu vào ngõ cụt vậy? Tôi tưởng lâu nay anh thoát được rồi. Thời gian trước Thanh Thanh
đã từ chối tôi. Tôi không nói Châu Thanh Thanh. Thế giới của anh chỉ có mình Châu Thanh Thanh thôi sao? Chứ còn ai nữa? Tôi không hiểu ý cô. Không lẽ thời gian dài trước đây, Tất cả mọi thứ không thay đổi được gì với anh sao? Cô nói mấy người đi xem mắt sao? Mấy cô gái đó không đáng tin. Kem tới rồi đây. Mỗi người một hộp. Mỗi người một hộp. Cảm ơn nha. Không chơi nữa. Vậy thì về thôi. Được, đi. Chị Yến Tử, chừng nào chúng ta mới chơi tiếp? Đợi rảnh rồi đi. Ồ, em kể cho anh nghe một chuyện quan trọng lắm nè. Đại Lưu lại đi tìm Chu Thanh Thanh. Anh cứ do dự đi, còn do dự là họ tới với nhau luôn đó. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Hôm qua em vô tình bắt gặp Đại Lưu cùng con trai anh ta ngồi ăn cơm với Chu Thanh Thanh. Họ vui lắm, cười nói suốt à. Cô thấy họ cùng ngồi ăn cơm sao? Ừ. Nói như vậy Chu Thanh Thanh có thấy vui không? Em vừa nói còn gì, họ vui lắm đó, cười cười nói nói nữa. Vậy con trai anh ta cũng về hả? Đại Lưu đón con trai của ảnh về nước nghỉ hè mà. Thằng bé đó sao hả? Nó có ngoan không? Có nghịch ngợm lắm không? Thằng nhỏ đó dễ thương lắm, ăn nói lễ phép, biết cách lấy lòng người khác. Nè, theo quan sát của cô, quan hệ giữa thằng bé đó và Chu Thanh Thanh thấy sao? Em thấy họ có vẻ thân thiết lắm. Vậy nên em đoán đây không phải lần đầu tiên Đại Lưu dẫn con trai ảnh đi gặp Chu Thanh Thanh. Ồ, tốt quá rồi. Tốt quá hả? Ý tôi là Đại Lưu tìm gặp Chu Thanh Thanh như vậy thì tốt rồi. Thật ra trước giờ tôi luôn thấy Đại Lưu là người rất tốt đó. Anh à, anh bị điên rồi hả? Ban đầu người ngăn Đại Lưu qua lại với Chu Thanh Thanh có phải là anh hay không? Nè, ý của anh là gì? Bây giờ lại muốn vun đắp cho hai người đó hả? Chu Thanh Thanh tốt tới mấy cũng không thuộc về tôi. Cổ muốn làm thế nào cũng được hết á, chỉ cần cổ thấy vui là tốt rồi. Màu này đẹp quá. Hay là anh ra ngoài đợi em nha. Làm gì vậy? Nhưng mà anh ngồi chơi ra ở đây thực sự là cũng hơi ngại. Nói cho anh biết, đừng lắm chuyện như vậy, cứ ngồi đó cho tôi. Hay anh cũng làm móng đi. Em ơi, không, Anh không làm đâu. Anh ngồi đợi em là được rồi. Tôi nói nè, nhìn là biết dạo này anh ít ra đường. Anh phải xuyên đi cùng tôi. Cô bé này còn gặp đủ loại người rồi đó. Anh nghe tôi nói đi. Châu Thanh Thanh sắp làm tôi tức chết rồi. Tôi mong cô ấy quyết đoán hơn, quyết định cho sớm. Sao vậy? Sao cứ phải quyết định vào lúc này? Cô ấy không có gì, kéo dài là lãng phí thời gian. Em lại hối cô ấy chia tay Vu Bân phải không? Đúng. Tại sao? Cái chuyện yêu đương đâu đồng nghĩa với phí thời gian. Nói cho anh biết, đối với đàn ông các anh, yêu đương là hưởng thụ, chỉ không cần chịu trách nhiệm. Nhưng với phụ nữ thì khác. Với nhiều phụ nữ trên 30 thì thời gian là tất cả, hiểu không? Nhẹ thôi. Vậy em có sốt ruột không? Tôi hả? Chắc là không có. Tôi là hàng hiếm trong số phụ nữ. Vậy chúng ta là gì? Là đang yêu đương sao? Chúng ta là bạn bình thường. Em có chắc không? Cực kỳ chắc chắn. Hôm nay trời đẹp, hay chúng ta dắt chó đi dạo đi. Đại Lưu, dạo chút thôi. Đại Lưu, tôi biết nghe anh ở đây mà. Chị Thanh Thanh, Yến Tử, bạn nhỏ Tiểu Soái, đi, chị đưa em ra ngoài chơi. Em không đi đâu. Thì với chị, em không đi đâu. Em ngồi đây ảnh hưởng người ta làm ăn đó. Không sao, em chơi với Đại Quang. Đi, dẫn con trai anh đi chơi nào. Bọn tôi mới tới, còn chưa ngồi nóng mông mà. Đúng đó, anh ngồi đây sao người ta làm ăn. Tôi có việc cần bàn với Thanh Thanh. Đứng lên đi, sao anh không biết điều vậy. Đi mau. Đại Quang, tối anh em tới đón chị nha. Qua đây.